Okay, chào anh em, thì hôm nay nhận thêm một chiếc xe nữa ha, phải nói là từ nát tới nát. Đây, cho các bạn xem cái phần dưới này, kinh khủng không? Đó, nhớt nhau rồi cháy từ lưa luôn, nói chung là hai bấn hai bên đây là ngập trong nhớt luôn á. Rồi, qua anh đây xem, dơ, xe dơ hay luôn á, xe quá dơ luôn. Thì cái cam biến này đem tháo bỏ ra ngoài luôn, thay cái trên tay ha, đây đi, nó đập bập khó chịu lắm nè. Thôi, giờ còn cái gì đây nữa? Đũa đồ muống nữa, ăn xong rồi dục đây luôn, chán thiệt. Rồi giờ nói cái phần bên đây dơ ha, giờ hiện tại là xe không đổ máy được luôn. Chủ xe nói là trước kia cách đây 2 tuần bỏ không á thì cái máy nó kêu rất là lớn, xong rồi đỡ 2 tuần là nổ, giờ đạp không đổ máy luôn, giống như là có thể là bị mất hơi lâu ngày, đỡ mất hơi đạp cũng không á, mình đạp mình thấy nó hơi nén nó không có luôn, rất là yếu. Rồi thì giờ với cách cuối cùng phục hồi đầu lòng, xem tháo ra xem bên trong nó như thế nào rồi quyết định tiếp ha. Giờ bấm nổ thôi không được nha, nãy giờ mình thử mình đạp mình đờ đủ các kiểu rồi mà nó không nổ là không nổ đó. Xăng còn một bạch đây cũng đủ ha, không phải thiếu xăng đâu, không nổ được, đờ hết bình luôn cũng không nổ được. Rồi dừng lại xong thì giờ mình tiến hành rẽ ra, xong rồi làm tới đâu mình sẽ quay tiếp cho chủ xe xem. Một chiếc xe nát nữa thì cố gắng làm đỡ xong, đỡ chủ xe đi chơi lễ ha. Hôm nay là cũng 30 rồi, 30, 31 rồi, 31 tháng 8 rồi. Ngày mai mùng 1, mùng 2 là chủ xe lấy xe đó đi về quê ăn lễ ha. Rồi thì cái xe này hôm qua mình có tháo ra và làm lại đầu lòng anh em. Thì mình có đi vớt mặt nói chung là bài bản để cho nó khỏi bị xì. Thì phục hồi đầu lòng cũng thì mình làm quá nhiều rồi, mình cũng làm rất là nhiều clip rồi. Thì cái xe này á, là không nổ máy được nha, không nổ máy được, đỡ 2-3 tuần là không nổ máy được. Thì có thể là bị số bắp hư, nói chung là mình chủ xe muốn làm lại cho nó ngon lành luôn. Thì mình rất cực kỳ khó những chiếc xe mà nó bị nát lúc như thế này, làm nó mới đã được. Mình thấy cái thành quả làm lại nó sẽ ok và nó ngon lành rõ nhất ha. Còn những chiếc xe mà nó chỉ sao, nói chung là những cái xe mà lấp lột rồi đó thì làm lại nó rất là ok ha, ngon lành đẹp. Thì mình làm luôn luôn bài bản, làm lại là phải bài bản ngon lành đó, là lên một phát là nổ máy liền, để anh em chạy lâu dài bền bỉ chứ không phải làm một vài bữa là đỡ hư ha. Rồi thì cũng loanh quanh những công việc vậy thôi, thì mình cũng quay đây cho chủ xe coi luôn là trong quá trình làm nó như thế nào đó. Thì cạo khói, xé số bắp, vớt lại mặt đây tránh trường hợp xì được mắt. Rồi phần lòng thì tiếp theo thì mình canh cái phần đầu ok rồi nha anh em, canh cái phần đầu ok rồi thì thông số của cái dòng tiền nó không hỏi thì canh ok, đạt nổ máy khá là chuẩn im. Chứ thay cầu sinh cam luôn, cầu sinh cam này nó đã quá giãn thì thay cộng mới ha. Rồi còn bên nồi nhớt đen gớm này, này nhớt quá đen luôn đó, thì cái lực nhớt thì cũng gần bít luôn đây. Rồi thì nói chung là cái này á, thì xém mém lấp nha, tại vì mình thấy cái nắp chụp nó bị xước khá là nhiều. Rồi ở trong này thì quá dơ, đó một phần là do bô lô anh em thấy không, này bô zin là không bao giờ có cái màu như thế này được. Bô lô nó sẽ rap, nó ra nó bào cái đế nhôm, nói chung là cặp đế nhôm này bỏ rồi nè, rồi bộ bố này bỏ rồi nó bào ra, xong rồi nó làm cho nhớt đen thui luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là vệ sinh xong rồi gắn lại rồi nổ máy tiếp cho anh em xem. Quá đen quá dơ đây nữa này, bên lóc bên này cũng quá đen này đó, đen thui luôn á. Rồi thì giờ gắn lại nổ máy lên thôi, nhớt đây là đen rồi, có dấu hiệu là vô nước nữa nha, có thể là nước mát ra lòn vô trong máy. Rồi lòn ở đâu thì mình cũng chưa biết nữa, nói chung là đó kiểm tra lại xem bằng đã sau. Rồi ok anh em, thì chiếc xe mình đã ráp lại, nói chung là thay thớ khá là nhiều với cái nồi lô nha anh em. Mình lúc mình quay anh em á thì lúc đó là chưa thay cái nồi ha, thì sau đó mình một lát mình nghĩ không ổn, mình gọi cho chủ xe đồng ý là thay cái nồi zin lại, thì giờ chạy ok rồi, mượt mà. Với thứ hai là anh em biết tại sao nhớt đen như vậy không? Tại vì là cái nồi nó bào ra bẻ ha, bào cặp đó nhôm khuyết luôn, hầu như là nguyên cặp đó nhôm là bỏ luôn anh em. Rồi thì giờ mình đã ráp xong hoàn chỉnh rồi, thì trời hơi mưa, tranh thủ quay cái đoạn clip cuối cùng rồi đó, chủ xe lấy xe đi về anh em á.
Rồi thì nổ máy cho anh em nghe thử. Thì cái xe này á, bình nó yếu quá, đồ không được, thì giờ đạp ha, dùng công nghệ 0.4 ha. Rồi cái nhẹ là nổ liền ha, căng ti thì ok, ngon lành đó. Thì anh em căng ti ngon lành, cứ 1.500, đúng 1.500 thôi ha. Rồi thì máy móc cực kỳ êm luôn, kéo cực kỳ mượt luôn đó. Thì rô đai kéo nhẹ nhàng ra phục hồi đầu lòng nên là mình rô đai xíu, với cái bô nó đang bị xì nha anh em. Giờ là trở quá rồi, chứ nếu mà còn sớm á, thì mình cố gắng mình làm cái bô cho nó hoàn chỉnh luôn. Chủ xe hôm nay là đi tour, đi về quê ăn chơi lỡ ha. Rồi thì máy móc làm lại ok em ru luôn, thì mình có hẹn chủ xe là tầm vài ngày hay là một tuần gì đó, 10 ngày đó, khi nào cò nó dẻ nó cò lại thì canh lòng tiền một lần nữa là máy bao em luôn. Rồi giờ mô đơn một phát là nổ liền nha anh em. Bình đỡ lâu ngày hết bình á, sạc bình lại, nổ máy ngon lành. Rồi mưa to quá rồi mưa nặng hạt luôn anh em ơi. Rồi thì nói chung thì anh em nào có nhu cầu làm xe á, thì cứ liên hệ cho Thịnh á, 114 đường 11 phường Trường Thọ Thủ Đức, đã đỡ làm xe. Mình chuyên phục hồi các dòng xe con tay Winner, Sonic, Ed, Rider, rồi có cả các dòng xe tay ga, xe số cỡ nào mình cũng làm hết nha anh em. Xe nào mình cũng làm hết đó, mình không có chơi và không có từ chối một chiếc xe nào. Anh em nếu mà tin tưởng mình đó, thì mang đó mình làm, thì mình rất là cảm ơn ha. Rồi ok anh em, bye bye anh em, hẹn gặp anh em một clip khác nha. Anh em nhớ đăng ký kênh mình nha, like, subscribe, đăng ký kênh mình nha. Nếu anh em nào cảm thấy cái video mà hữu ích, giúp ích cho anh em á, thì anh em có thể là cho mình một like đăng ký, hoặc là chia sẻ cho những anh em nào đang cần vấn đề và xe cộ, thì anh em cứ chia sẻ ha. Ok anh em, rồi.